Hoan hỉ đón chào quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những con giáp may mắn nhất trong ngày 18 tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, bước sang ngày 18 tháng 10 âm lịch, những con giáp này sẽ được thần tài chiếu mệnh, nhất là các bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Hôm nay, nếu bán hàng thì các bạn sẽ đặt hàng như tôm tươi, một vốn, bốn lời, buôn may bán đắt. Đó là các con giáp dưới đây, các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Một, tuổi Thân được tam hợp trợ vận nên tuổi Thân được nâng đỡ trong sự nghiệp, số vất vả nhưng lúc nào cũng có việc để làm, chẳng lo thất nghiệp. Ngày nghỉ vẫn có thể kiếm thêm ở bên ngoài nhờ tài lẻ của bản thân. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện tài chính, người tuổi Thân làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Đối với những người tuổi Thân đang làm kinh doanh, nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Đường tình cảm nhờ thổ sinh kim nên tuổi này dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Bạn biết cân bằng giữa tình cảm và công việc nên chẳng bao giờ để ai phải phật ý. Tình yêu đôi lứa ngọt ngào khiến bao người ghen tị. Được thực thần nâng đỡ nên tuổi Thân có lộc ăn uống, quà cáp, phúc lộc dồi dào hưởng từ người thân, bạn bè. Tuổi này càng có thân hình đầy đặn thì càng có phúc, không nên vất vả, giảm cân, kẻo mất lộc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí thì để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tý. Hôm nay, tuổi Tý có chính tài trợ mệnh nên làm việc gì cũng chắc chắn và cần cù. Trong khi bao người đang chán ngán với công việc hiện tại, thì con giáp này lại kiên cường, tự động viên bản thân cố gắng nên được sếp cân nhắc, tăng lương là điều dĩ nhiên. Con giáp may mắn nhất ngày 18 tháng 10 âm lịch gọi tên những người tuổi Tý. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất chăm chỉ, phấn đấu sự nghiệp, chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau. Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Tý thường làm việc quên ăn, quên ngủ, đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế đón đợi người tuổi Tý trong ngày 18 tháng 10 sắp tới sẽ là thăng quan tiến chức. Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh, có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Tý đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong ngày hôm nay. Được tam hợp nâng đỡ nên tuổi Tý ăn nói khéo léo, các mối quan hệ xã giao rất thuận lợi. Con giáp này đi đâu cũng được mọi người quý mến, dù đôi lúc có chút trầm tính nhưng rất biết cân bằng các mối quan hệ, sống biết điều. Nhưng mặt tài vận ảnh hưởng bởi cục diện thổ khắc thủy nên khi đi ra ngoài phải cẩn thận, chấp hành luật giao thông để không bị công an phạt tiền. Đi làm Tý nhớ bảo quản tài sản cá nhân kỹ càng, không để xe lung tung. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí thì để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dậu. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau, chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Dậu phải thật cẩn thận đường công danh, sự nghiệp trong thời gian gần đây vì lâm thương quan nên khả năng mất việc, mất chức sẽ rất cao. Làm gì cũng phải tuân theo luật pháp, nội quy của nhà nước và cơ quan thì mới bền lâu được. Vận tình cảm tốt đẹp hơn người nhờ lục hợp soi sáng, mối quan hệ vợ chồng thăng hoa nhờ biết cách cảm thông cho nhau. Bạn sống có đức, biết cân bằng nội ngoại hai bên nên rất được lòng người lớn tuổi. Trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Dậu có được vận tài lộc ổn định nhờ thổ sinh kim, mặc dù sẽ có khoản chi bất thường như là đám cưới, ma chay, tân gia, nhưng nó không làm ảnh hưởng nhiều tới vận trình của bạn. Để may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vào tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ.
Tử vi hàng ngày dự báo mệnh chủ có thiên ấn nên tỵ có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm quản lý cấp cao. Trọng trách của bạn khá lớn nên ngày nào trong tuần cũng là ngày vất vả, nên tỏ thái độ ôn hòa để được người khác giúp đỡ nhé. Vận trình tình cảm nhờ họa sinh thổ nên gia đạo được yên ấm, bạn không phải chịu nhiều áp lực từ người thân. Bên cạnh đó, những cặp đã kết hôn sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau trong thời gian tới. Tỵ làm ăn kiếm tiền cũng khá ổn, ăn ở có phúc thì sẽ có phần, lộc lá nhờ cách sống của bạn mà ra. Thời gian này ai đang có ý định mở cửa hàng, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn chung thì nên tiến hành. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Nam tuổi Ngọ. Công việc của tuổi Ngọ gặp chính ấn nên những bạn sắp thi cử đang làm chức lớn sẽ may mắn hơn người khác. Bạn là con người nhân từ, hiền hậu nhưng muốn thành công lớn thì cần phải có thêm ý chí. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt sẽ đến với mình để thúc đẩy nhân duyên. Không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa hợp, một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này. Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần lo lắng trong tháng này khi tuổi Ngọ cảm thấy khá là sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Nhờ cục diện ngũ hành hỏa sinh thổ nên Ngọ rất tỉnh táo trong các mối quan hệ, không ai có thể qua mặt được bạn. Hôm nay cũng là cơ hội tốt để bạn có thể tăng cường các mối quan hệ làm ăn, bạn bè để đôi bên cùng có lợi. Về điều kiện tài chính, một số tin vui đang đến với bạn như là trả nợ, mua xe mới hoặc là làm nhà. Chắc chắn nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ và hào hứng với những thành quả nhận được trong ngày mới này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6 là tuổi Hợi. Những gia chủ tuổi Hợi trong ngày hôm nay có thiên tài chiếu vận nên dễ gặp may mắn bất ngờ, nghề tay trái thuận lợi, kinh doanh hồng phát và sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Hợi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng trong ngày 18 tháng 10 âm lịch này họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Tuy nhiên bạn dễ sa đà vào thói quen, thói hư tật xấu, không nên nghe lời người ngoài dụ dỗ, kẻo sự nghiệp bết bát. Vì thổ khắc thủy nên con giáp này nên tránh những loại cảm xúc tiêu cực hoặc chìm trong những lời gợi khen mà không suy xét. Có những người bên ngoài thì thân thiện nhưng bên trong lại đang ngấm ngầm chơi xấu tuổi Hợi. Hợi hơi đau đầu về vấn đề tài chính hiện tại, cụ thể là bạn cần suy nghĩ kỹ và linh hoạt hơn khi sắp xếp việc chi tiêu hoặc xem xét việc để dành tiền. Đây sẽ là một bài toán khó của bạn trong ngày này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận hoặc gọi điện đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết nhé. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video cũng như thông tin từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.